Út Nguyễn chào mọi người. Hôm nay ngày 16 tháng 4, mình có một số cây sống khỏe tổng hợp giao lưu đến mọi người, những cây giá rẻ cho mọi người sưu tầm. Đầu tiên là cây Hải Châu mã C1. Cây cốt rất là to. Giá 450 bao ship. Cây có chiều cao là 45. Cây cốt to này có lỗ bọng, lỗ này cũng không sâu lắm. Này là lỗ bọng thép rất là cứng. Cây cá chip cao là 45, giá 450 bao ship. Dòng Hải Châu lá nhỏ sung câu, dòng này quả rất là sai. Tiếp theo là lô C2, C2 bao gồm 2 cây, giá cả 2 là 400 bao ship. 2 cây có chiều cao là 35. Cây này một người vào dây thì sẽ rất là đẹp. Lô Hà Châu mã C2 giá 400 bao ship. Hai cây đều có chiều cao là 35. Chi cành mọc rất là nhiều, chi cành vừa tầm vào dây. Những cây này mọi người vào dây thì ra dáng rất là đẹp. Cây công chữ C thì tạo dáng cây rất là hay. Lô C2 giá 400 bao ship. Lô Hà Châu mã C3, hai cây có chiều cao là 30, giá cả lô hai cây là 350 bao ship. Hoành mỗi thân cây này tầm 11, cây này tầm 10 xăng. Chiều cao 30. Giá cả lô 2 cây là 350 bao ship. Lô Hải Châu mã C3. Cây này thì mọi người nuôi thêm thời gian nữa thì có thể vào dây. Cây này đã vào một nước dây và đang thả nuôi để chờ nước đi nước thứ hai. Nuôi thêm thời gian nữa thì đi nước thứ hai thì cây sẽ ra dáng. Giá cả lô 2 cây chỉ 350 mình bao ship. Hải Châu là dòng cây có quả rất là đẹp. Quả khi chín sẽ chuyển từ màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu đỏ. Cây C4 là cây trang rừng. Cây trang rừng hơn gọi là cây đơn rừng. Cây cốt cành rất là đẹp. Giá trị 400, mình bao ship. Dòng đơn rừng thì hoa sẽ ra quanh năm. Dòng này rất là dễ chăm. Cây có chiều cao là 40. Cây dáng rất là hay. Cây này là cây liền bè lên nhiều thân, chiều cao 40. Cây đơn rừng mã C4, cây tàn đa dáng cổ, giá 400 bao ship. Tiếp theo là cây đơn rừng mã C5, giá 350 bao ship. Cây đang bông rất là nhiều. Trồng đơn rừng thì bông sẽ xuyên suốt trên cây. Cây này vừa xong bông thì bắt đầu ra nụ. Sau bông thì sẽ đậu quả. Quả của cây đơn rừng có thể ăn được. Cây C5 giá 350 bao ship. Cây có chiều cao là 45.
Cây này là cây cụm liền cốt, cây một cốt. Cây đơn rừng mã C5 giá 350 bao ship. Cây bông rất là nhiều. Cây chập chỗ mã C6. Cây chập chỗ thì quả gần giống như quả chim chim. Và ăn rất là ngon. Cây này có chiều cao là 40, giá 300 bao ship. Quả của cây khi chín sẽ có màu đỏ tươi, ăn rất là ngon. Cây chập chỗ mã C6 giá 300 bao ship, chiều cao 40. Cây độc lạ cho một người sưu tầm. Tiếp tục là lô C7. C7 bao gồm một cây chòi mòi xẻ lá dài và một cây hải châu. Giá cả lô hai cây là 350 bao ship. Cây hải châu cao 25, cây này cũng cao 25. Cho mồi thì quả khi chín ăn có vị chua ngọt, ăn rất là ngon. Cây mini nhưng có bộ đế tỏ đều. Lô C7 giá 350 bao ship. Nhiều khi 30 ngàn có. Tiếp tục là cây chòi mồi mã C8. Cây này là cây chòi mồi xẻ lá dài. Cây có chiều cao là 40. Hoành thân thì tầm 25. Cây tuột lũa đến phần này. Cây C8 giá 300 bao ship, cây chòi mồi xẻ lá dài. Quả của cây chòi mồi khi chín sẽ chuyển rất là nhiều màu. Và ăn có vị chua ngọt, ăn rất là ngon. Dòng chòi mồi thì mọi người có thể ghép được sâm núi trái. Cây chòi mồi mã C8 giá 300 bao ship. Cây hải châu mã C9, cây có chiều cao là 40. Cốt dáng bay. Hoành mỗi thân tầm 9 xăng. Hoành tổng là 20. Cây C9 giá 400 bao ship. Lô hai cây sâm núi trái mã C10, giá cả lô hai cây là 380 bao ship. Hai cây mini, cây này cao 25 và cây này cao 30. Kích thước thì tầm bé hơn ngón tay út của mình một tí. Cây này bằng ngón tay út. Cả hai đều là sâm núi trái. Lô hai cây sam trái mã C10 giá 380 bao ship.
Và cây cuối cùng trong clip là cây sam trái mã C11. Cây có chiều đổ là 70, chiều cao lên này là 20. Chi cành đã rất là già, cành là cây sam trái hàng khai thác. Cây có dòng lá rất là bé. Chiều đổ 70. Cây sam trái mã C11, giá giao lưu là 2.400.000, 100 bao ship. Tổng chiều đổ là 70, chiều cao từ mặt chậu lên là 20, giá 2.400.000 bao ship. Cây đã có sẵn cốt cành, mọi người nuôi thì sẽ rất là nhanh. Giá 2.400.000 bao ship. Cây này là cây cuối cùng trong clip, mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình. Cây này thì mình không thể đo được khoanh, nên mọi người so sánh ngón tay của mình. Kích thước cũng không được lớn lắm, nhưng cốt lắc đều, hai thân lắc đều rất là hay. Giá 2.400.000 là giá hợp lý để mọi người sưu tầm. Hãy subscribe.